Bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn về xét nghiệm NIPT có ý nghĩa như thế nào, hoạt động ra sao không ạ? Các dị tật có thể phát hiện bằng xét nghiệm NIPT là gì ạ? Nó có ưu việt gì so với những xét nghiệm khác ạ? Và với câu hỏi này có lẽ xin được mời bác sĩ Ánh ạ. Chúng ta biết rằng là cứ mỗi 15 phút thì lại có một trẻ dị tật ra đời. Và hàng năm thì có hàng chục ngàn, gần 50 ngàn trẻ dị tật ra đời. Và điều đó đã thách thức chúng tôi, những người làm nghề sản, được mệnh danh là bà đỡ của tương lai. Là làm sao đây mà chúng ta có thể phát hiện được trước những dị tật đó. Thứ nhất là biết trước để những trường hợp nào có thể tư vấn được với gia đình để can thiệp, có khi là bệnh nặng quá thì không để em bé đẻ ra, mà cũng có thể có những dị tật chúng ta phải ứng cứu kịp thời thì có thể sẽ hỗ trợ em bé ra cho hoàn chỉnh hơn. Một trong những cái xét nghiệm sàng lọc mà hôm nay chúng ta đề cập tới đó là viết là NIPT, NIPT đấy, thì đấy là viết tắt của những cái từ tiếng Anh, cái xét nghiệm Sàng lọc mà làm không trước xâm lấn, sinh nhưng vâng, mà lại trước không sinh. có xâm lấn. Không xâm lấn đây gọi là không xâm lấn vào cái gì? Tức là không xâm lấn vào bào thai. Chúng ta làm một cái xét nghiệm mà lại không có đả kích gì vào em bé cả. Đấy. Vì sao như vậy? Vì trước đó, trước năm 2010 thì cả thế giới chưa có xét nghiệm này. Và Việt Nam tất nhiên là chưa có. Cho đến tận năm 2010 thì thế giới bắt đầu thực hiện cái xét nghiệm này. Và ở Việt Nam chúng ta thì bắt đầu thực hiện vào năm 2000, cuối 2015, đầu 2016, và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là đơn vị đầu tiên triển khai cái kỹ thuật này. Và khi mà chúng tôi thấy rằng là một cái xét nghiệm không xâm lấn mà lại chuẩn đi sàng lọc được, để đánh giá được cái nguy cơ bất thường, những cái dị tật bất thường ở bào thai, thì quả thật là một xét nghiệm rất là hấp dẫn và rất là cần thiết cho ngành sản phụ khoa. Chính vì vậy là cho đến hiện nay thì xét nghiệm này đã triển khai ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta, bởi lẽ nó quá là ưu việt, một xét nghiệm quá là ưu việt. Nó không tác động tới bào thai như trước đây, là chúng ta muốn biết được những cái dị tật này là chúng ta phải dùng kim nhỏ đi vào buồng ối, sinh thiết bấu lấy một mảnh rau đấy, hoặc là chọc vào cuống dây rốn hút lấy máu của em bé ở trong đó ra thì mới đi làm xét nghiệm được, hoặc là lấy nước ối ra để làm. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đã xâm lấn vào trong buồng ối và nó có những nguy cơ nhất định, nhất là khi mà sinh thiết rau hoặc là lấy máu cuống rốn nó khó hơn, còn lấy nước ối thì còn dễ hơn. Nhưng mà lấy sớm thì phải lấy vào bánh rau hoặc là máu cuống rốn, nhất là bánh rau thì làm sớm được. Nhưng hiện nay xét nghiệm NIPT, bây giờ chúng ta gọi tắt là NIPT đi, thì xét nghiệm đó là chỉ lấy máu mẹ thôi, với một cái xi lanh chúng ta lấy máu của mẹ chừng 5 đến 7 ml máu, không có tác động gì vào buồng ối cả, không tác động gì bánh rau cả, không đả kích gì vào em bé cả, nhưng hoàn toàn chúng ta bằng các kỹ thuật hiện nay chúng ta có thể sàng lọc, hướng tới chẩn đoán những bất thường về nhiễm sắc thể của em bé, từ 3 cặp nhiễm sắc thể cho đến cả 23 cặp nhiễm sắc thể đều có thể làm được. Và hiện nay thì tùy theo những cái nhu cầu mà chúng ta có thể làm cái sàng lọc này, là phát hiện 3 cặp nhiễm sắc thể cơ bản là những bệnh hay gặp nhất, hay là làm cả 23 cặp nhiễm sắc thể, hoặc thậm chí những nhiễm sắc thể giới tính, những bệnh lý về giới tính như những hội chứng tắc nơ, tức là bào thai lại chỉ mang một nhiễm thể X, hoặc là không mang Y đấy, mang XX0, hoặc là mà hội chứng Klinefelter là XXY đấy, tức là những cái bất thường, hoặc là thậm chí những cái mất đoạn về nhiễm thể, thì cái xét nghiệm này đều có thể hướng tới chẩn đoán, hướng tới sàng lọc được, và từ đó chúng ta đi sâu hơn để chẩn đoán nếu chúng ta sàng lọc nghi ngờ. Và cái việc sàng lọc này nó tiệm cận, nó gần với chẩn đoán. Đây vẫn chỉ là sàng lọc thôi, không phải là một cái chẩn đoán, nhưng nó gần đúng với chẩn đoán. Tới mới tỷ số tỷ lệ là đến 99 trên 99%. Như vậy phải nói là một xét nghiệm không xâm lấn mà giá trị sàng lọc rất là cao, gần như là chúng ta làm chẩn đoán và không có đả kích gì vào bào thai cả, thì phải thật sự là một xét nghiệm quá ưu việt.